Đưa vị này hỏi đó, con đọc kinh và ngồi thiền mà buồn ngủ có cách nào để giảm buồn ngủ hay không? Buồn ngủ khi ngồi thiền hay đọc kinh có phải do nghiệp do tâm yếu hay không? Vì con đi học môn ngữ văn, học bài cũng rất buồn ngủ. Thì khi hành thiền và thậm chí là khi đọc kinh, nó có những cái cách để mà nó chống lại cái sự buồn ngủ. Thí dụ như thứ nhất á, là không có nên ở một mình, không có nên ở trong phòng ngủ, nên ở cái nơi thông thoáng, nên ở cái nơi đầy đủ ánh sáng đó. Rồi có thể tận dụng những cách như là cử động cơ thể, xoa bóp, rồi vuốt mặt đó, để cho nó thoát khỏi cái cơn buồn ngủ. Và nếu như buồn ngủ quá đó, thì đứng dậy đi. Sư không biết sư nói bao nhiêu lần rồi mà có rất nhiều người họ chỉ chịu thiền khi nào họ ngồi thôi, còn khi họ không ngồi là họ không chịu thiền. Nó lạ vậy đó. Quý vị hoàn toàn có thể đi thiền ha, đi thậm chí nếu cái phòng nó nhỏ, đi tới đi lui thì cũng được. Vậy hoàn toàn có thể đi thiền, không nhất thiết phải ngồi thiền nhé. Hoàn toàn có thể đi thiền. Đọc kinh cũng vậy, đọc kinh nếu mà buồn ngủ quá thì đứng dậy đi, trong khi đi tiếp tục suy tư về cái câu kinh vừa mới đọc đó. Tiếp tục suy tư về cái câu kinh vừa mới đọc, rồi đi một đoạn, rồi mở kinh ra đọc tiếp, đọc xong rồi xếp kinh lại, đi đi suy tư về cái đoạn kinh vừa mới đọc. Thì như vậy nó sẽ tránh được cái chuyện buồn ngủ đó. Rồi còn cái chuyện có phải do nghiệp hay do tâm yếu thì do cả hai ha, do cái nghiệp buồn ngủ thì cũng có, nhưng mà không nên cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Tại vì nếu đổ thừa cho nghiệp á, tôi nói tôi học bài tôi ngủ là chắc tại nghiệp tôi vậy đó, thì họ không có nhu cầu phát triển, không có nhu cầu thoát khỏi cơn buồn ngủ, họ đổ thừa cho nghiệp, nói nghiệp tôi vậy đó, thành ra là tôi cứ tha hồ tôi ngủ thôi, thì không có nên. Rồi còn cho tâm á, thì xin thưa có khi định mạnh nó cũng dễ sanh ra buồn ngủ. Hoặc là do cái hôn trầm nó mạnh thì họ cũng hôn trầm thụy miên nó mạnh, rồi cái truyền cái nó mạnh thì họ cũng dễ buồn ngủ. Còn thí dụ như đọc ngữ ngữ văn đọc bài mà buồn ngủ á, thì như sư nói hồi nãy ha, có thể đứng dậy hoạt động một tí xíu cho nó đỡ buồn ngủ.